đúng không ạ? Bổ đôi ngày ra nó sẽ thành tháng, hay là chúng ta sẽ gọt cái ngày bổ 8 ra nó sẽ thành tháng. Và chúng tôi hay nói là cái ngày duy nhất trong năm có ý nghĩa là bổ đôi được thành tháng, đấy là ngày 8 tháng 3. Và trong một cái khúc sau mùa tháng 3, với cái hoa của sắc xuân tràn ngập trên khắp các nẻo đường và trong không khí rộn ràng của những ngày như thế này, thì chúng ta đã có một cái sự kiện, đó là diễu hành để tôn vinh giáo và Việt Nam. Cách đây 2 ngày, mùng 1 tháng 3 thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hòa Bình có tổ chức một cái chương trình đồng diễn áo dài tại quảng trường Hòa Bình cho 1.500 chị em phụ nữ. Thế và ngày hôm nay thì cũng có rất nhiều cái sự kiện, ví dụ như là tỉnh Hòa Bình thì ngày hôm nay diễn ra cái sự kiện là giải marathon năm 2024. Rồi phụ nữ ở khắp mọi nơi thì thứ 7 chủ nhật tuần này đều có rất nhiều các hoạt động để chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 và những sự kiện quan trọng trong tháng 3. Với tinh thần đó thì các đồng chí thấy là chị em chúng ta luôn luôn trân trọng cảm ơn những người nam giới, những người đàn ông ở trong gia đình, ở cơ quan, ở đơn vị, và cũng mong muốn là chúng ta có được những cái điều tốt đẹp hơn, tươi mới hơn, vui vẻ hơn ở trong cuộc sống. Trước khi đi vào các cái nội dung thì xin được gửi tới các anh nam giới trong cái vị tươi mới cây nồng của mùa xuân. Chúc các anh nam công là luôn tràn đầy sinh lực. Chúc cho chị em phụ nữ của chúng ta má không cần son phấn vẫn rạng rỡ sắc xuân. Xin trân trọng chúc mừng. Nhà tôi đi cận thì có biết là chị em tôi tỏa nắng vàng lịch sử, nắng cho đời và nắng cho thơ. Chị em thì từ sáng đến giờ tôi thấy ai cũng xinh, ai cũng đẹp, ai cũng rạng rỡ. Và được biết là để đến được với cái sự kiện này thì chắc là chị em phải dậy sớm hơn một chút so với mọi ngày. Và thậm chí là như hôm qua ở thị trấn có cái sự kiện là trình diễn áo dài. Thì ngày hôm qua là tất cả các tiệm làm móng, các tiệm làm tóc, các tiệm làm đẹp đều kín lịch và rất đông chị em xếp hàng để làm gì ạ? Để chúng ta làm đẹp. Và như thế để chúng ta thấy được rằng cuộc sống của chúng ta luôn luôn cần đến những bông hoa tươi thắm như các chị, các em đang ở đây. Và tôi các chị em, các đồng chí là chúng ta luôn luôn tự hào về người phụ nữ Việt Nam và vai trò của chị em chúng ta đều rất quan trọng trong mỗi gia đình, trong cuộc sống cũng như là trong tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Chuyên đề hôm nay tôi lựa chọn để giới thiệu với các đồng chí đó là vai trò của phụ nữ trong thời đại hiện nay. Và thời gian thì lúc sáng đồng chí Phó Bí thư Thường trực Chủ tịch Hội đồng có nói là chị em thì sáng để chuẩn bị cho cái sự kiện này, nhưng mà không được quên một cái nhiệm vụ quan trọng trong buổi trưa, đó là phải đón con, đón cháu và nấu cơm. Thế cho nên là cũng xin phép các chị em là chúng ta sẽ nghe trong một cái thời lượng nó vừa phải thôi. Và bây giờ theo đồng hồ của tôi là 10 giờ kém thì tối đa là tôi cũng sẽ nói với đồng chí khoảng độ 40 phút thôi. Còn nói như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi, cùng nghe và chúng ta cùng suy ngẫm về những cái vấn đề của cuộc sống, về vai trò của người phụ nữ trong cái xã hội hiện đại của chúng ta ngày hôm nay. Với cái nội dung, với thời gian ngắn ngủi như vậy thì cũng rất mong nhận được sự đồng tình, sự cảm thông và sự ủng hộ của các chị em và các đồng chí có mặt tại cái sự kiện này. Xin phép các đồng chí tôi sẽ đi vào cái nội dung một ạ. Thế thưa các đồng chí, là nói về vai trò của người phụ nữ thì từ xưa đến nay, nhìn từ góc độ lịch sử của dân tộc thì phụ nữ luôn đóng vai trò cực kỳ quan trọng và được đông đủ trong tất cả mọi quá trình để tạo dựng nên một xã hội tốt đẹp. Phụ nữ thì ở bất kỳ thời đại nào, ở bất kỳ quốc gia nào và bất kỳ dân tộc nào cũng giữ một vai trò trọng yếu trong việc đấu tranh, trong việc sáng tạo và trong việc gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Và đặc biệt trong giai đoạn ngày nay thì trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội chúng ta đều thấy
cái bóng dáng của phụ nữ chúng ta. Và như thế chúng ta thấy được rằng phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò của mình, đó là không ngừng nâng cao vị thế trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Và trong không khí của ngày hôm nay thì trước hết chúng ta tự hào là người phụ nữ Việt Nam. Điều đó nó thể hiện ở từ thuở bình minh của lịch sử dân tộc, dựng nước và giữ nước, thì người phụ nữ chúng ta đã nâng cao cái ý thức và cái tinh thần giữ nước của dân tộc chúng ta. Chúng ta không thể không kể đến hai chị em chức 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 nhiệm là hai vị nữ tướng đầu tiên của dân tộc Việt Nam đã đứng lên dẫn cờ khởi nghĩa, giành lại quyền độc lập tự chủ non sông cấm vóc từ thời vô cùng. Tiếp sau đó thì các đồng chí thấy với cái vai trò của phụ nữ ở cái thời kỳ tiếp đó như là Lê Chân, như là Thiều Hoa, từ những cái nữ tướng đã trở thành tiêu biểu và lúc sau này về đâu về anh hùng trong sự nghiệp bảo vệ dân tộc và được nhân dân ta tôn trọng tôn vinh từ đó đến ngày nay. Mà hiện nay chúng ta có bốn nhân vật được coi là quốc mẫu của Việt Nam, tức là có bốn người được tôn thờ và được cả nước tôn vinh gọi là quốc mẫu. Đền thờ thì có rất nhiều nơi và chị em chúng ta có thể thăm rất nhiều và biết được đến rất nhiều những cái tích này. Trong một thời gian nói đến nữa và tiếp nối cái trang sử vẻ vang của dân tộc thì từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời thì cái sự tham gia đông đủ của lực lượng các nữ anh hùng như là Võ Thị Sáu, như là Nguyễn Thị Minh Khai, hay là chị Trần Thị Lý, Thịt Xa Em hay là Sắt Là Đồng, trước mắt em nhìn thấy trước ngược đến đâu một con người quả cảm anh dũng như vậy. Rồi chị Trần Thị Định, dù đánh còn cái mai quần cũng đánh, giặc đánh nhà thì đàn bà cũng phải đánh. Và khi bị nói là phụ nữ, chị nói các anh là nói là phụ nữ đái quả ngọn cỏ thì chị định treo lên cái ngọn lửa đái xuống để thấy được rằng chúng tôi đẹp trên cả ngọn cỏ chứ không phải là chỉ bằng ngọn cỏ. Và chúng tôi thấy 10 cô gái ở ngã ba Độc Lập cũng là những chiến sĩ rất quả cảm. 12 cô gái ở Trung Bồn, Nghệ An cũng là những chiến sĩ mà chúng ta thấy đã hy sinh cho đất nước, cho dân tộc, là những người hình ảnh đẹp nhất, là biểu tượng cho khí phách anh hùng gan dạ của người phụ nữ Việt Nam. Và sau đó nữa, chúng ta thấy một cái tấm gương sống mà đến bây giờ chúng ta vẫn còn được có thể gặp nếu cần, đó là chị Trương Thị Mỹ Hoa. Và chị Trương Thị Mỹ Hoa là người đã tham vào ở nhà tù Côn Đảo, là một người mà đã chứng kiến cảnh chiến sĩ Việt Nam chúng ta quả cảm lấy cái mảnh sành để rách bụng mình, rút ruột ra, bóc vào mặt quân địch khi mà bị tra tấn đàn áp. Và như thế chúng ta thấy được rằng với những hình ảnh của các chị, các em ở lịch sử và của dân tộc, những người trung kiên ấy họ đã phấn đấu, họ đã cố gắng, họ đã kiên trì bền bỉ để giữ cái sứ mệnh đó là bảo vệ đất nước, bảo vệ dân tộc. Chúng ta thấy là chị Trần Thị Lý thì một cái cô gái chỉ có một cái vóc dáng rất là nhỏ bé. Cân nặng của chị lúc mà chị bị thương nằm ở trên giường bệnh là có 26 kg, bằng một cái đứa trẻ bé tí như thế. Thế mà lại được viết là gì ạ? Em có cô gái hay là tiên, em có tuổi hay không có tuổi, mái tóc em hay là mây là suối, đôi mắt em hay chất lửa đêm đông, Thịt Xa Em hay là Sắt Là Đồng. Chúng ta thấy miêu tả hoặc là một cái nhân vật ở Thanh Hóa vác cái hòm đạn mặt gấp đôi trọng lượng cơ thể của mình, chỉ 40 cân, chỉ vác cái hòm đạn 80 cân để vượt sông sang bên kia phục vụ cho chiến đấu của chúng ta. Còn những cái chiến trường khác thì chúng ta thấy có rất nhiều. Rồi ví dụ như là chị Tạng Thủy Trâm, một người mà đang học sở đại học thì cũng khác cũng để tham gia chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Và thật tự hào những hình ảnh của đội nữ pháo binh cho đến các chiến sĩ đồng bào dân tộc hăng say chống địch, các nữ chiến sĩ thanh niên xung phong ở khắp mọi miền, rồi là người mẹ thứ, người mẹ mà có 11 người con đẻ, con rể, con trai, con gái và liệt sĩ. 11 người con là liệt sĩ, các ông chỉ biết là sự hy sinh như thế nào. Rồi chúng ta có những người vô
và cũng có những cái câu chuyện những người đã hy sinh cho đất nước, cho dân tộc. Sự mất mát hy sinh của các mẹ không có ngòi bút nào có thể diễn tả hết. Và đấy chính là những bức tranh hiện thực về hình ảnh tuyệt đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong gian khổ, trong chiến đấu, và là hình ảnh đáng tự hào của người phụ nữ Việt Nam trong lịch sử, trong thời đại hiện nay. Các ông chỉ biết để tiếp tục phát huy vai trò truyền thống yêu nước, dũng cảm và gan dạ của người phụ nữ, thì Việt Nam chúng ta, chị em phụ nữ ngày càng tiếp tục tỏ rõ mình là người có năng lực, mình là người có sở trường, và khẳng định cái vai trò của người phụ nữ hiện đại không tách khỏi vai trò trong gia đình và trong xã hội. Làm thế nào đó để một người phụ nữ vừa có thể đảm đương được vai trò hoàn thành cái trọng trách là người mẹ, người vợ, người bà ở trong gia đình, và là một người cán bộ, công chức, viên chức hay là một người lao động mẫu mực ở trong xã hội, đòi hỏi chị em chúng ta phải có một cái ý chí, phải có một cái tinh thần, và bên cạnh đó nữa thì chúng ta phải có một cái kiến thức, có sự hiểu biết. Thưa các đồng chí, gia đình là tế bào của xã hội, và người phụ nữ hiện nay phải đảm bảo được yếu tố đó là gì? Giỏi việc nước, đảm việc nhà. Tôi thì hay nói vui là giỏi việc nước thì chỉ có đoạn việc nhà, giỏi được cả hai thì là một điều cực kỳ khó, đúng không ạ? Thế thì chị em chúng ta phải làm gì? Những cái tố chất, những cái điều kiện để chúng ta phát huy được cái khả năng của mình, thì thưa các chị, là điều đầu tiên chắc chắn chúng ta phải xác định mình ở vị trí nào. Có rất nhiều những cái hình ảnh, có rất nhiều câu chuyện mà nhiều người nói rằng phụ nữ là hạt nhân mang lại hạnh phúc cho gia đình, còn các anh ấy, ở đây là cũng còn anh nào ngồi đây để mà nghe, các anh nói chị em chúng ta là cái nóc nhà. Vâng, cảm ơn anh Ga, cảm ơn ba bạn Ngọc. Các anh nói chị em là cái nóc nhà. Thoạt đầu chúng ta cũng rất là tự hào vì được mình ở trên cao nhất, đúng không? Thế nhưng ngắm lại thì thấy là gì? Các anh đưa chị em mình lên để hướng nắng, hướng gió, hướng bão cho các anh, che cái cốt của cái người cho các anh đi thôi, đúng không ạ? Nếu cái cột không có thì chúng ta không còn nóc đâu ạ, sập luôn. Thế cho nên là nghe xong mình phải ngẫm xem là các anh để mình ở vị trí nào. Tôi nói mình là hạt nhân, nhưng hạt ấy có nhân hay không thì là do các anh thôi. Và thưa các chị em, là nếu gia đình được coi là tế bào xã hội thì phụ nữ là hạt nhân của tế bào. Nghe hoành tráng không? Và quá hoành tráng, quá là trịnh trọng, đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta thử ngẫm lại và xem trong mỗi gia đình của tất cả các chị em ngồi đây, có gia đình nào mà khi chị em chúng ta mệt mỏi ở công việc bên ngoài, ví dụ như là các chị làm cán bộ, công chức, viên chức ở tất cả các cơ quan đơn vị, các chị đi làm công nhân, hay các chị ở nhà thôi, chúng ta đi làm đồng lòng bộ về thôi chẳng hạn, có chị em nào trong số tất cả các chị em ngồi đây khi đi làm từ ngoài về, bước vào cánh cổng, các chị em được ngồi bắt chân lên xem TV hỏi chồng là công chính chưa không? Có không ạ? Nhiều lắm, tôi nghĩ là nhiều lắm, đúng không? Và nếu có hỏi thì có khi hỏi xong mình không được ngồi chân lên cạnh nhà đó nữa, đúng không ạ? Như vậy chúng ta thấy cứ để không vai trò của phụ nữ, chị em chúng tôi rất là cảm ơn, rất là trân trọng. Thế nhưng còn phải xem trên thực tế chúng tôi được đề cao nó đến đâu. Hạt nhân của tế bào đương nhiên là đúng. Vai trò của người phụ nữ thì các chị thấy là muốn đi được thương một cái sự kiện như thế này thì buổi sáng các chị phải dậy sớm hơn để làm gì ạ? Để cơm nước chuẩn bị cho ăn sáng của chồng, của con, thậm chí có gia đình còn có ông bà già, người cao tuổi, có phải làm việc đó, có ai làm thêm ra được đâu, đúng không ạ? Thế rồi, chuẩn bị xem trưa nay nếu mình không về ăn cơm thì ở nhà phải ăn cái gì? Và nếu mình về ăn cơm thì mình phải sẵn sàng đi.
đến trưa về mình chỉ việc bật bếp nổi lửa, 5-10 phút sau là có cơm ăn. Thậm chí không phải nấu sẵn, đến trưa về chỉ việc bày ra, vì nếu muộn thì sao? Giờ này là giờ nào rồi mà tôi chưa được ăn cơm? Giờ này là giờ nào rồi mà con còn chưa được ăn? Rồi lớp chưa ai cho ăn, nhà chưa ai bếp, quần áo chưa ai giặt, ăn là người làm. Tất cả đều bàn tay chị em ta hết. Tôi cứ nói là buổi sáng là chúng ta là tổng hợp của các thể loại bộ. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo trong việc sắp xếp đi học của con. Bộ trưởng Bộ Lương thực trong việc chuẩn bị cho bữa ăn trưa. Bộ trưởng Bộ Y tế nếu như trong nhà có người ốm. Bộ ra đến đường là chúng ta làm. Bộ trưởng Bộ Giao thông nếu như chẳng may đưa con đi học mà quên vào một cái xe nào đó. Mẹ ngã, con ngã, chưa biết chúng ta đau đến đâu. Thì câu đầu tiên nếu người chồng hoặc người nhà biết hỏi là cháu nó có làm sao không, con nó có làm sao không, đúng không ạ? Vâng, điều này thì chúng ta thấy là phụ nữ chúng ta cực kỳ quan trọng. Và muốn như thế thì em chúng ta phải sắp xếp một cách hết sức khoa học và có kế hoạch. Đàn ông uống rượu thì được gọi là giao lưu, phụ nữ mà ngồi chè chén thì bị gọi là gì? Đàn ông đi đến 12 giờ đêm, thậm chí là sang 1 giờ sáng về cho nó sớm. Nếu chị em đàn ông đi thì được gọi là đi ngoại văn, còn chị em đi thì bị gọi là gì? Hư hỏng. Quan niệm cứ như thế, khổ thế đấy chị em ạ. Và đòi hỏi là cứ bảo là phấn đấu đến sự công bằng, còn lâu nó mới công bằng, chưa biết bao giờ mới đạt được cái sự công bằng đó. Tôi không chỉ là chị em phụ nữ hiện nay mới chiếm một cái tỷ lệ phần trăm cực nhỏ trong số cán bộ công chức viên chức, và đặc biệt là nằm trong thẩm quyền của các cấp. Hôm vừa rồi chúng tôi có tiếp một cái đoàn ban cán bộ, họ đang ở Lân Sơn để họ trên cái hành trình đi về hướng tới 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Họ ghé ở Hòa Bình và ghé ở Lân Sơn. 12 người trong đoàn, 100% là nam giới, không có một chị em phụ nữ nào. Thế thì chúng tôi mới hỏi là thế thì trong ban phụ nữ các anh có mấy nữ? Các anh bảo là chỉ có một nữ duy nhất thôi. Cả một cái ban phụ nữ cũng có hơn 10 người, có một nữ. Thế chúng tôi hỏi là thế ban chấp hành thì có bao nhiêu nữ? Các anh bảo là có 3 nữ. Một huyện đấy ạ. Đấy là cấp ủy cấp huyện, còn xuống đến cấp xã thì số lượng cũng đáng kể. Tương tự như thế ở Lương Sơn cũng thế thôi. Ban chấp hành đảng bộ huyện hiện nay cũng chỉ có 4 nữ thôi, không nhiều. Và đến cấp tỉnh tương tự như thế, chị em tham gia rất nhiều các cái lĩnh vực, các cái vai trò, vừa là người làm mẹ, người vợ, và đặc biệt là chúng ta phải đảm nhiệm vai trò từ khi chúng ta sinh ra cho đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, thì cái vai trò ấy nó vẫn không hề thay đổi. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, có cái gì là đổ cho con đâu. Trong khi đó sinh con trai hay con gái thì cái vai trò quyết định là người đàn ông. Thế nhưng mà kiểu gì nếu mẹ chồng khó tính cũng bảo là lấy vợ không biết đẹp, đúng không ạ? Ở đây có rất nhiều chị chắc là cũng là mẹ chồng. Tôi tin là tất cả các chị em ở đây không ai nói với con dâu mình là không biết đẹp. Thế nhưng trên thực tế vẫn có điều đó, và chúng ta xem bao giờ vẫn nói có cái tư tưởng là trọng nam khinh nữ, kiểu gì cũng phải có người chống gậy. Thế mà lại còn có cái câu chuyện là phải có con trai để nói rõ tâm đường. Thời đại nay rồi mà vẫn còn có cái tư tưởng như thế thì người chịu thiệt thòi nhất là chị em phụ nữ chúng ta. Vậy thì cái vai trò hạt nhân này, cái vai trò hạt nhân thì ở đây chúng ta đang nói đến cái vai trò hạt nhân của người phụ nữ hiện đại, nó có được nảy mầm hay không, cái hạt đấy có nảy được mầm hay không, và cái mầm ấy có lớn lên, có trưởng thành, có sinh sôi, có triển được hay không, nó lại do các yếu tố ngoại cảnh tác động lên cái hạt. Thế và chúng ta phải làm thế nào đó để chúng ta hoàn thành được trọng trách của người làm vợ, làm mẹ ở trong gia đình. Và cái vai trò làm vợ, làm mẹ tức là phải gì ạ? Phải có khả năng sinh đẻ,
duy trì nòi giống. Sinh đẻ là một vế, chúng ta đừng gộp vào. Sinh đẻ là một việc này, duy trì nòi giống này lại là một ý khác cơ. Duy trì nòi giống là phải gì? Nòi giống là tôi họ này thì phải có con trai thì mới là đúng là duy trì nòi giống. Còn nếu không là nguy hiểm. Chưa kể đến có những bà mẹ còn xúi dục là nó cũng đẻ được con trai thì phải đẻ lấy thêm lượng nữa. Có cả cái câu chuyện như thế. Rồi là chúng ta thấy phụ nữ thì luôn hết lòng với con gái, và cái vai trò là mẹ của người phụ nữ còn được thể hiện là người bạn của con gái. Khi mà con sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng tâm sự đối với con cái của mình, dạy dỗ con cái của mình như thế nào. Thế mà các anh thì lại còn nói là làm bức tranh phản chiếu sức mạnh của người đàn ông. Đàn ông thì được giao lưu quảng đại, nhưng mà nếu như vợ của mình mà đi hết giờ rồi mà chưa về là gọi điện xem là đang ở đâu, làm gì với ai, khác không, không là nguy hiểm. Rồi các anh thì có khi mình gọi đến 10 cuộc, 50 cuộc các anh không nghe, về nhà các anh nói gọi gì mà gọi lắm thế, đang giao lưu với bạn bè, nghe điện thoại của vợ là không oai với bạn bè bên cạnh. Vâng, bị vợ gọi, không dùng cái từ là được vợ gọi đâu. Nhân đây thì kể với các ông chị nghe một câu chuyện. Một nhóm bốn anh đi chơi với nhau. Ngày thứ nhất thì ba anh được vợ gọi, lầu bầu một anh nữa thì không được vợ gọi, tự hào nói là tôi đi thoải mái, vợ không bao giờ kiểm soát. Đến ngày thứ hai, ba anh kia vẫn tiếp tục được vợ gọi và anh này vợ vẫn không hỏi han gì đến, bắt đầu không nói năng gì nữa. Đến ngày thứ ba, thấy ba anh kia có vợ gọi điện đến, cái anh còn lại ngồi khóc bởi vì vợ không quan tâm đến mình. Thực tế nó là như thế, đúng không ạ? Các anh thì oan như thế thôi, hoành tráng như thế thôi. Thế nhưng mà đến nhà thì thậm chí có anh quát vợ là hất nước mắt lên cho tôi. Thế nhưng mà nếu như không có chị em thì cuộc sống của các anh hết sức buồn tẻ, đúng không ạ? Và đấy là cái vai trò thứ nhất của phụ nữ, là hạt nhân mang lại hạnh phúc. Và nếu gia đình là tế bào của xã hội thì chị em là hạt nhân. Nói gì thì nói, chị em chúng ta vẫn rất quan trọng, đúng không? Đấy là cái vai trò thứ nhất. Vai trò thứ hai nữa là phụ nữ đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế xã hội. Cái này thì không phải bàn đến nữa, chúng ta đều đã biết. Ở nhà sắp xếp như thế nào và làm như thế nào chủ yếu là do chị em. Ở cơ quan đơn vị, chị em phụ nữ cũng đóng góp hết sức quan trọng trong sự phát triển của xã hội. Theo số liệu của Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cứ 4 doanh nghiệp tư nhân thì có 1 doanh nghiệp có nữ giới thiệu tham gia quản lý doanh nghiệp. Theo thống kê đó.